tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn ngắn của Ford Laser 2001 đến 2003, sản phẩm được sản xuất bởi công ty Baco tại Thái Lan. Nguyên vật liệu chính để sản xuất ra sản phẩm đó chính là 100% hợp kim nhôm anh em nhé. Đây, sản phẩm được sản xuất bởi công ty Baco này. Đây là phía mặt trước của sản phẩm. Đấy, sản phẩm đấy ra. Một mặt chúng ta sẽ bắt ra bích này của đường phin, một mặt là đường cao. Anh em mà quan tâm hoặc cần tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 16319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.